Thầy vào cà phê thì nó còn với cái chế độ là các cái cổ phiếu nghĩa là nông nghiệp nó không có đồng hành xưa cái phiếu tôi vừa qua thì chịu được mấy bây giờ gặp chính đời tôi rồi đó ba cái tem tôi 250 50 25 tôi tập tem là có biêu cơ với tỉnh ủy mình á biêu cơ bán cái biểu rồi thì tôi nói bác là thật đúng mình cũng cái thời xưa tem phiếu có thật sự qua cái mang về cho vợ con thực sự là cái đó chỉ tem ăn cơm chứ không biết tem